đây là phòng về văn hóa Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu cho anh chị cái phong tục và tín ngưỡng tại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với phong tục, mình có hai cái phong tục quan trọng trong đời người, đó là phong tục cưới hỏi và phong tục tang chay. Thì tuy nhiên do cái điều kiện của bảo tàng thì chỉ trân trọng trưng bày một phong tục, đó là phong tục cưới hỏi. Thì đối với việc cưới hỏi tại Sài Gòn thì khi xưa phải có đến 6 lễ mới thành thân được, và sau này mình rút ngắn là chỉ còn 3 lễ mà thôi, và trong đó quan trọng nhất là lễ hỏi. Ở đây là những cái sính lễ mà nhà trai sẽ mang sang nhà gái, và tùy theo gia cảnh của chú rể thì những sính lễ này có thể là 2, 4, 6 hoặc 8, tuy nhiên phải là số chẵn, và người đi theo chú rể qua nhà cô dâu phải là số lẻ, để khi mà rước cô dâu về nó sẽ là số chẵn, thể hiện sự tròn đầy hạnh phúc. Ngoài ra thì mình còn có mâm trầu cao. Thì mâm một trầu cao ngày nay không quy định, mà ngày xưa mình quy định là 36 quả cao và 64 lá trầu, tượng trưng cho 100, là một con số linh thiêng may mắn. Và đối với cô dâu trong ngày cưới thì đôi bông tai rất là quan trọng, vì khi cô dâu đó đã đeo đôi bông tai nó vào thì lại là dâu con trong gia đình. Nên anh chị thì nghe câu ca dao là một mai thiết có xa chèn, đôi bông thiết trả rồi bàn tiếp sinh, là thể hiện những cái sự quan trọng của đôi bông tai trong ngày cưới. Và sau này đầu thế kỷ 20, do sự giao thoa văn hóa với phương Tây thì bắt đầu mình mới có tục trao nhẫn cưới. Và trang sức dành cho cô dâu thì không mất buộc, có thể là bằng bạc, bằng đồng, bằng vàng, tùy gia cảnh của chú rể. Ngoài ra mình còn có sợi tiền cưới, đây là sợi tiền cưới. Thì sợi tiền cưới này nó là một quan tiền, thì một quan tiền là tương đương 600 đồng. Thì đây cũng là cái cách đếm tiền của người xưa, mình chỉ cần đặt những cái đồng tiền đầy hai rãnh này thì mình sẽ biết đó là một quan tiền. Ngoài ra còn có bánh trái, thì bánh trái không quy định, thì trong mùa đó có những cái loại bánh trái nào mà ngon, ngon bổ nhất thì có thể dùng làm sính lễ. Rồi cặp lạc, có nghĩa là đèn cầy dùng trong lễ lên đèn. Và tại Sài Gòn của mình thì có 4 dân tộc chính sinh sống, đó là người Việt, người Hoa, người Chăm và người Khmer. Nên anh chị có thể thấy được 4 bộ trang phục quý của 4 dân tộc.